Đến làng Phương La ngày hôm nay, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và thưởng thức một loại bánh vô cùng nổi tiếng là đặc sản chỗ này. Loại bánh mà nếu đến Phương La, bạn phải một lần thưởng thức. Cô chào gì? Ừ. Dạ, mình đang chuẩn bị nguyên liệu để mà bày bán cho thức hết phải không ạ? Ừ. Dạ. Con được biết thì bánh ở Phương La rất là nổi tiếng. Mà quán GC là một trong những cái địa điểm mà hầu như du khách hay là mọi người mà khi đến đây thì đều ghé để mà thưởng thức bánh ướt Phương La. Vậy thì dì có thể chia sẻ cho con biết là bánh ướt của mình thì đã có từ bao giờ ạ? Dì bán là 40 năm rồi, 40 năm rồi. Chứ là nói chung là chỗ mua cũng về ăn thưởng thức như gì hết. Bánh ướt Phương La là cái chủ giống như cái gốc của họ là chỗ này là rượu cơm lông rồi bánh ướt Phương La rồi. Khách Hà Nội, Sài Gòn, Huế, bất cứ chỗ mô về cũng về gì ăn thưởng thức hết. Thưa dì thì bánh ướt GC Phương La thì nức tiếng ở cái làng này và hầu như ai khi mà đến đây thì đều ghé thăm và thưởng thức cái món ẩm thực hấp dẫn này. Vậy thì dì có thể chia sẻ cho con biết là điều gì mà làm nên cái sự đặc biệt cũng như là khiến mọi người thích thú và yêu thích đến như vậy ạ? Là từ tay dì là có gì lấy thịt ngon, thịt heo là heo sạch, heo họ nuôi bằng rau cám, rau sống là dì làm nhiều món rau để mà trộn vào để cho món rau để ngon. Nước leo thì dì làm là cách thức là có gì đậu rồi ớt rồi là mè rồi vị tín đường nước mắm nó chỉ là dì làm là có gì họ ăn họ yêu thích cái món của dì. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của dì ngày hôm nay ạ. Dạ. Và ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tôi thưởng thức món bánh ướt Phương La ạ. Bánh ướt mỏng mềm, ăn kèm với thịt và rau sống chấm với nước chấm đặc biệt. Cảm giác rất là đậm đà và gần gũi. Đây là món ăn thường ngày và rất là được ưa chuộng bởi những người dân nơi đây. Và nếu có cơ hội đến với Quảng Trị, mời quý vị và các bạn ghé quán GC để thưởng thức món bánh ướt Phương La nức tiếng xứ này.